Vâng thưa quý vị, trong khi nhiều nước khác trên thế giới, nhất là châu Mỹ đang phải đối mặt với những nguy cơ lớn từ COVID-19 mang lại, thì ở nước ta cho đến thời điểm này, dịch COVID-19 đã cơ bản được khống chế. Những bệnh nhân cuối cùng của chúng ta cũng đã dần dần ra khỏi cơ sở y tế điều trị. Vâng, và một tin vui nữa là ngày hôm nay, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân 91 phi công người Anh đang tiếp tục phục hồi thần kỳ và bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, có thể bắt tay bác sĩ và cầm ly uống nước. Và theo các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy thì 1/2 phổi bên trái của bệnh nhân này đã được cải thiện và gần như hoàn toàn. Trong khi đó thì phổi phải bắt đầu cải thiện về mặt chức năng hô hấp. Ngày hôm nay bước sang ngày điều trị thứ 77, sức khỏe bệnh nhân 91, 43 tuổi, phi công người Anh đang có những cải tiến triển rất tốt. Đến hôm nay thì bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc và thực hiện đầy đủ các y lệnh của bác sĩ, của nhân viên y tế. Bệnh nhân có thể gật, lắc đầu, bắt tay và tự cầm cốc uống nước. Nhờ tập vật lý trị liệu liên tục, kết hợp dinh dưỡng, sức cơ tay, chân của bệnh nhân cải thiện rất tốt. Trong đó cơ tay đã tăng từ 1/5 lên 3/5 sau 5 ngày, cơ chân tăng từ 1/5 lên 2/5. Chức năng hô hấp của bệnh nhân cũng được cải thiện dần, oxy máu khá ổn định, phổi bệnh nhân thông khí tốt hơn, phản xạ ho sặc mạnh hơn. Trước đó thì bệnh nhân sơ hết hai bên, đông đặc, tiết liệu cơ hoành, nhưng đến hôm nay thì phổi trái đã phục hồi hơn 50%, phổi phải giảm đông đặc và cơ hoành cải thiện. Vâng, theo đánh giá thì do bệnh nhân bị tổn thương phổi sơ hóa nên dù cai được ECMO trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ mất thời gian dài để phụ thuộc vào máy thở và có thể là khoảng 1 tháng hoặc là vài tháng. Về lâu dài thì bệnh nhân có cải thiện nhưng vẫn còn nặng và cần rất nhiều thời gian nữa cơ. Vâng, và cũng trong sáng nay ngày 3 tháng 6, bệnh nhân COVID-19 số 19 điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã được xuất viện trở về đoàn tụ cùng với gia đình sau gần 3 tháng điều trị. Và đây là bệnh nhân 64 tuổi, bác của bệnh nhân số 17 ở Hà Nội và người đã từng 3 lần ngừng tim. Bệnh nhân được xuất viện và trở về nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay.